học sinh lớp 1 đến với môn giáo dục thể chất. Chủ đề của tuần này là tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Và bài tập luyện ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ tập luyện các tư thế tiếp theo trong bài tư thế vận động cơ bản của chân. Trước khi tập luyện, cô Nga cùng các con sẽ khởi động cùng bạn Vun các con nhé. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Tiếp theo, tư thế thứ năm,
đưa chân ra trước, tư thế thứ sáu. Đưa chân ra sau, tư thế thứ bảy. Đưa chân sang trái và tư thế thứ tám. Đưa chân sang phải. Cô Nga mời các con xem tranh trước khi chúng ta vào tập luyện các tư thế này các con nhé. Cô mời các con xem tranh tư thế thứ năm. Đưa chân ra trước, đứng thẳng, hai tay chống hông. Đưa chân ra trước, giữ chân chạm đất. Chúng ta sẽ thực hiện chân trái trước, sau đó chúng ta sẽ thực hiện chân phải. Hai tay chống hông, đưa chân ra sau, duỗi bàn chân chạm đất. Chúng ta thực hiện chân trái, sau đó đến chân phải. Tư thế thứ bảy, đưa chân sang trái, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân sang trái, duỗi bàn chân chạm đất. Chân sang phải, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân sang phải, duỗi bàn chân chạm đất. Sau đây cô mời các con xem clip minh họa các tư thế. Tư thế thứ năm, đưa chân ra trước, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân ra trước, duỗi bàn chân chạm đất. 6. Đưa chân ra sau, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân ra sau, duỗi bàn chân chạm đất. 7. Đưa chân sang trái, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân sang trái, duỗi bàn chân chạm đất. 8. Đưa chân sang phải, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân sang phải, duỗi bàn chân chạm đất. Luyện các tư thế vận động cơ bản của chân. 5. Đưa chân ra trước, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân trái ra trước, duỗi chân chạm đất. Tiếp theo, hai tay chống hông, đưa chân phải ra trước, duỗi chân chạm đất. Thôi. Tư thế thứ 6, đưa chân ra sau, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân trái ra sau, duỗi chân chạm đất. Tiếp theo, hai tay chống hông, đưa chân phải ra sau, duỗi chân chạm đất. Thôi. Tư thế thứ 7 và tư thế thứ 8, đưa chân sang trái, đưa chân sang phải, đứng thẳng, hai tay chống hông, đưa chân trái sang trái, duỗi chân chạm đất. 8. Hai tay chống hông, đưa chân phải sang phải, duỗi chân chạm đất. Thôi. Cô Nga cảm ơn các con đã cùng cô tập luyện các tư thế tiếp theo trong bài tư thế vận động cơ bản của chân. Các con hãy kể tên các cử động thường ngày của chân. Đó là chân đi nè, chạy, nhảy, vân vân. Và tác dụng của việc tập luyện các tư thế vận động cơ bản của chân là gì? Đó là tạo tư thế vận động đúng của chân, thuận lợi cho việc sinh hoạt hàng ngày của các con. Cô mong rằng các con sẽ tập luyện thật là tốt các tư thế này các con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần trò chơi vận động.
bóng. Dụng cụ chuẩn bị đó là hai cái bong bóng, hai cái khay để bóng và 10 trái bóng nhỏ. Trò chơi bắt đầu. Hai người sẽ có một cái bong bóng tung lên, và khi tung lên đồng thời chúng ta sẽ nhặt những trái bóng nhỏ bỏ vào khay. Với điều kiện chúng ta không được để bong bóng chạm xuống đất, và ai nhặt được những trái bóng vào khay trước thì người đó chiến thắng. Bây giờ cô mời các con xem clip minh họa và chơi cùng với người thân trong gia đình các con nhé. Cô chúc các con chơi thật vui, thật thoải mái để chúng ta tiếp tục các giờ học thật tốt. Học tập thật tốt. Cô chào và hẹn gặp lại.